Chào các bác, hôm nay chim cu gáy hay xin thực hiện mấy cái clip cận cảnh của những cái chú đà điểu bố mẹ tại trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương. Thì báo cáo với các bác là trong thời gian vừa qua thì cũng có rất nhiều những cái khách hàng họ đã báo cáo với các bác là có rất nhiều những khách hàng đã mua những con giống đà điểu từ các khu vực miền Tây, miền Nam và đặc biệt là các bạn ở miền Bắc thì rất là thuận tiện, miền Trung rất là thuận tiện. Thì có rất nhiều các bạn cứ hay hỏi mà trong một ngày thì tôi cũng phải trả lời rất nhiều ở những cái câu hỏi về cái chủ đề con đà điểu này. Thì hôm nay tôi thực hiện cái clip này để giải thích thêm để cho bà con cũng nắm bắt được về cái chủ đề con đà điểu này. Thứ nhất là các bạn biết là cái con đà điểu này nó là thuộc họ lông vũ, nghĩa là nó họ gia cầm, và chân của nó thì có hai ngón các bạn ạ. Kìa, mình zoom thấy con đằng xa xa như các bạn nhìn thấy chân của nó đây đó. Đó, chân nó hai ngón. Đấy. Đầu những con màu đen như này là những con trống. Những con màu đen này là những con trống. Đấy, con chân chiều cao của nó thì có thể 2 mét. Đấy, nó ngóc đầu lên thì từ mặt đất lên đầu nó phải tầm 2 mét. Hơn 2 mét một chút. Thì báo cáo các bác là cái chân của nó là tiến hóa nó hai ngón để nó tiện cho cái việc chạy. Còn riêng cái con đà điểu này thì báo cáo với các bác là nó thức ăn của chúng thì nó sẽ ăn, nó ăn chủ yếu là ăn rau cỏ và ngũ cốc, ví dụ như là rau muống rồi rau cỏ voi rồi kể cả rau chuối, hoặc là các bạn ở quê hương các bạn có thể tận dụng tất cả những cái loại rau cỏ, đặc biệt là ngô nghiền cám ăn thẳng ăn rất tốt. Đấy, rất là nhanh lớn, cắm đậm đặc vậy thôi. Đấy, còn cái khuôn viên chuồng của chúng thì chúng ta thiết kế như thế này. Đấy, mỗi như này là 10 con thì 5 con trống và 5 con mái, là nuôi là theo kiểu là tỷ lệ giống đạt cao đấy. Và có mái tre như thế này. Mái tre như này thì các bạn che những cái máng để đổ thức ăn. Đấy. Rồi có bóng cây cổ thụ, những cái sấu như thế này. Đấy. Thì nó sẽ tạo bóng mát, là như thế này nó trông chịu được qua cả một cái mùa đông các bạn nhé, nó vẫn ở ngoài trời. Cái con giống thì thực ra là tôi bán con giống rất nhiều cho các bác ở mọi miền Tổ quốc, bất kỳ chỗ nào. Thế nhưng mà riêng về con giống thì tôi cũng thông báo luôn để cho các bác biết là các bác lên lấy con giống ở cái nguồn gốc ở trung tâm nghiên cứu gia cầm Thị Phương này. Thứ nhất là đây là đơn vị chính thống được viện chăn nuôi giao nhiệm vụ là lai tạo và phát triển con giống, giống được chọn lọc và giống to, có những con nặng đực phải 140 kg và những con mái thì nó có thể là dưới một tạ một chút thôi. Thì báo cáo với các bác là thế. Còn mùa bán giống thì nó sẽ từ Tết, từ gọi là tháng 1, 15 âm lịch tháng 1 cho đến tháng 9, tầm thẳng tháng 9, tháng 10 là cùng, hoặc cả tháng 8, tháng 9 đã là cuối mùa rồi. Thì báo cáo với các bác là các bác nên chủ động gọi điện vào cái dịp từ tháng 1 đến tháng 9 âm lịch nhá, là chúng tôi có bán con giống. Còn nếu như cái tầm ngoài ra như tầm này là tầm tháng 11, tháng 10 âm lịch là không có. Cách đây khoảng một tuần tôi bán 5 con cuối cùng là hết. Đấy, thì rất nhiều, một ngày trả lời rất nhiều các bạn về cái việc là con giống có hay không. Tôi trả lời luôn trên cái video này là mùa của nó là từ Tết, nên là chúng ta cứ ăn Tết vui xuân xong 15 ngày, 20 ngày các bạn gọi cho tôi. Để cho đến tháng 9 năm lịch, hàng năm, năm nào cũng vậy. Bởi vì như các bạn hình dung như con dị thế thôi, nó có mùa sinh sản của nó. Nó phải đẻ ra trứng thì bắt đầu mới có trứng để mà ấp, thì mới bắt đầu có con mà bán cho các bạn. Thế còn cái nhận biết con trống, con mái ấy, thì con mái thì các bạn biết là những con mái là những con như thế này. Kìa, con tôi để zoom ở giữa màn hình. Đấy, con này là con mái này.
Đấy, màu nhạt hơn, màu nhạt hơn. Đây là con mái, mặt hiền hơn. Còn con trống là những con trống màu đen. Đây là con trống này. Đấy, sau gốc cây là con trống. Bên cạnh con trống là con mái đây, giữa màn hình. Đó. Đấy, con mái thì màu nó nhạt hơn. Đấy, đây là con mái này. Đấy, mà kia là con mái. Con mái đang xòe cánh. Đấy, con mái. Con mái là các bạn nhận biết là nó màu nhạt, nhỏ hơn. Còn con trống thì cũng thường là nó cũng có con nhỏ chứ không phải là con nào cũng to. Nhưng mà mỏ cái mỏ của nó đỏ hơn và cái chân của nó đỏ hơn. Các bạn để ý cái chân của nó rất là đỏ. Con trống chân rất là đỏ. Đấy. Con trống này chân rất là đỏ. Thế còn cái quá trình nuôi thì các bạn nuôi từ lúc đẻ ra đến lúc tháng thứ 8 là các bạn có thể xuất bán và trọng thể nó có thể đạt khoảng trên dưới 100 cân một chút. Đấy, kia là những cái khoảnh khắc của đà điểu nó đang múa các bạn nhé. Đang múa, đang biểu diễn. Đấy, nó đang múa, đang biểu diễn. Thế thì còn một con đà điểu sau khi nuôi khoảng tầm 1 năm rưỡi, 2 năm. Đấy, tầm sát sát 2 năm. Thì nó sẽ có khả năng đẻ trứng và bắt đầu sinh sản, cho sinh sản. Thế con đà điểu này thì nó đẻ một mùa của nó thường là một năm của nó đẻ một vài ngày nó đẻ một quả, mà nó đẻ thường thì dao động khoảng trên dưới gọi là 60 quả một năm. Đấy. Thì báo cáo với các bác là khi các bạn nuôi mà một bộ thì thường có thể là một con trống nó sẽ cặp được 4 con mái hoặc 3 con mái. Đấy. Ví dụ như thế. Nên ra nếu như các bạn không nghiên cứu để mà làm giống thì các bạn một bộ của nó là như vậy. Như kiểu là một bộ ngan. Thế báo cáo với các bác là như vậy. Hiện bây giờ thao chim cu gáy đang quay á, thì các bác thấy là ở đây thì là mình có đăng tải trên cái kênh chim cu gáy hay thì có rất nhiều những cái chủ đề về chim cu gáy, nhưng ngoài ra thông báo là các bạn là có cả đà điểu. Và đây là những con chim cu gáy mình đã quay trực tiếp cho các bạn biết là đây. Đấy, những chú chim này, những chú chim mà nói thẳng ra là nó là chim nhà mình, nó đang sinh sống ở bên này nhưng nó vẫn về nhá, nó về các bạn nhá. Đâu rồi? Đó, bay rất là lành đúng không ạ? Đấy, đây là những con chim rất là lành, chim rất là lành luôn. Đấy, nó vào nó ăn đà điểu, nó vào ăn cám của đà điểu các bạn nhé. Đằng xa xa kia có mấy con nữa kìa. Thì tại vì sao mình đến với con chim cu gáy cũng một phần lớn là do ở đây nó là cái nôi. Có rất nhiều những chú chim gáy được đẻ tự do ở những cái cây sấu này. Đấy. Và anh em cán bộ ở trong này thì đều là người nhà. Nên là trứng con mình sẽ nhặt. Đấy. Các bạn nhìn cái bộ phận sinh dục của con chim và con đà điểu đực. Đâu rồi? Đó, nó vừa thò ra. Rồi ok. Tiếc quá, không quay được. Thì... trở lại vấn đề, mình sẽ giải thích thêm về cái tập tính của con đà điểu. Thì nó vốn là rất là thuần, rất là đáng yêu. Và con đực thì nó sẽ hung dữ vào cái mùa sinh sản. Và khi nó tấn công con người, nó không phải tấn công bằng mỏ mà nó tấn công bằng chân. Nếu như các bạn đứng các bạn bắt nó thì các bạn nên dùng cái xào thòng nọng, các bạn thòng nọng vào cổ, các bạn nôi nó đến và vít cái cổ nó xuống, vật nó ra và trói chân lại. Hoặc là có thể là cầm cổ nôi nó lên, di chuyển đến chỗ nọ chỗ kia. Đấy. Thế còn nếu mà các bạn không le nó vào một cái góc hẹp hoặc là không có một cái gian thì nó chạy rất là nhanh. Ở một bãi rộng các bạn không thể bắt được. Nên báo cáo các bác như vậy. Thế cái thịt của nó thì cũng rất là quý. Thóc thịt của nó theo nghiên cứu thì thực ra là nó không có nhiều những cái chất không tốt cho con người như là thịt bò. Đấy. Tất nhiên là bày lên bàn thì các bạn nhìn như một cái như là thịt bò luôn. Và báo cáo các bạn là khi thịt một con đà điểu thì đạt được bao nhiêu phần trăm, thông số tham khảo là khoảng 35-40% các bạn nhé. Nếu các bạn muốn cưới con hay muốn thực hiện những cái tiệc thì các bạn đặt những con đà điểu, các bạn cứ tính mâm cỗ ra là khoảng 35-40%. Và các món thì các bạn có thể là món xào như thịt bò ấy, xào cần tây, xả ớt, xào măng rồi nọ kia như món xào, hoặc là có thể các bạn sử dụng nấu sốt vang. Và các bạn phải có những cái gân sụn đấy,
hoặc là có những cái kể cả cái da của nó vẫn đâu xuất vang được các bạn nhé. Thế riêng nếu mà các bạn phục vụ trong cái việc đám cỗ thì nấu những cái món sốt vang là rất là da, rất là đạt, rất là ngon, thực tế là như vậy. Còn các bạn thịt bắp, thịt đùi thì các bạn xào, xào sả ớt hay xào gì đó cần tây, xào như thịt bò. Có rất nhiều cách chế biến, các bạn hình dung là như là chế biến những cái món của thịt bò thôi. Thì nó đạt là như vậy, và cái giò của nó thì rất là ngon, đúng không ạ? Cái trứng của nó thì khoảng 1,3 kg một quả, và giá thị trường nó dao động trên dưới 200 một quả. Đấy, đấy là trứng ăn, còn trứng ấp thì thực ra các bạn không thể mua được. Mà các bạn không tự ấp được, bởi vì cái ấp của con đà điểu này nó kỹ thuật rất là cao. Các bạn phải nghiên cứu, để phải có đội nghiên cứu. Đấy, thì gần cái ekip mà mình chuyển cho các bạn, nếu như các bạn mua mua con về thịt thì một là các bạn tự đánh xe về đây, chúng tôi sẽ chuyển lên xe cho các bạn. Còn phương án thứ hai thì các bạn không không có khả năng đi thì chúng tôi sau khi nhận tiền đặt cọc hoặc là như thế nào đó qua giao dịch thỏa thuận thì chúng tôi sẽ chuyển có xe chuyển đến cho các bạn, nó bàn giao cho các bạn, thậm chí có người mổ cho các bạn. Đó, thì cái gì cũng phải được tính vào 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 tính mổ thì tính tiền mổ, vận chuyển thì tính tiền mổ. Còn tôi sẽ báo giá là theo theo kg hơi. Và giá thị trường bây giờ nó khoảng 100.000 một cân một cân. Ví dụ như một con là một tạ thì của nó là 10 triệu. Đấy. Thế còn con giống thì thực ra là nó cũng sẽ dao động là trên dưới 2 triệu. Có những con triệu 6, triệu 8, 2 triệu, 2 triệu 2, nó tùy vào cái độ tuổi, ngày tuổi. Và nó cũng tùy thuộc vào là đã có quy trình xử lý thuốc chưa. Đấy. Nếu như mà xử lý thuốc thì đương nhiên là phải cộng cả tiền thuốc vào các bạn ạ. Đấy, đấy là những con chim nó rất là gần gũi, nó ở cái trại này, báo cáo các bạn như vậy. Đấy, thì hôm nay thì cũng nói rất nhiều về con đà điểu các bạn nhé. Thì hiện bây giờ là duy nhất là cái thuộc cái địa chỉ là thuộc cổng trại đà điểu, được thuộc địa phận xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Khi mà các bạn đi từ các tỉnh thì các bạn về đến Hà Nội hoặc các bạn về đến Sơn Tây. Sơn Tây thì gần, từ Sơn Tây vào đây thì từ bến xe Sơn Tây thì xã Sơn Tây thì khoảng 15 cây. Và từ Hà Nội thì lên khoảng 50 cây. Và các bạn đi từ Hà Nội lên thì có hai đường. Các bạn đi lên Ba Vì qua cái đường đi qua cầu Diễn, đi đường 32. Và các bạn đi lên đến Sơn Tây và các bạn đi đến Đà Điểu. Còn có một con đường rất là gần là các bạn có thể đi từ trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội. Các bạn đi thẳng vào đại lộ Thăng Long. Và các bạn đi thẳng lên cầu, không rẽ bên tay trái, không rẽ bên phải. Nếu rẽ trái thì về Sơn Tây, rẽ phải về Sơn Tây, rẽ trái về về Hòa Bình thì các bạn không nữa. Các bạn lên cầu và các bạn đi qua năm làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, nghĩa là năm tư dân tộc đấy. Và các bạn đi lên Ba Vì, từ năm tư dân tộc lên các bạn đi khoảng 7 cây nữa là đến cái phố Đà Điểu, là đấy là cái nơi mà sản phẩm đặc trưng của xã Vân Hòa cũng như là Đà Điểu. Đấy, báo cáo các bạn là như vậy. Thì đấy là những cái đàn đà điểu ở trong cái khuôn viên này với diện tích là mấy chục ha thì được chia làm nhiều ô, và mỗi ô thì chiều bề dài khoảng 25 mét, bề sâu nó rơi vào tầm khoảng 4 đến 50 mét, và đây là nuôi theo quy trình là bố mẹ để sinh sản, là mật độ rất là thưa, hiện giờ là 10 con đấy. Và các bạn thấy là hàn thì chuồng hàn sắt như thế này đấy, trông thế nhưng nó không nhả ra được, và đặc biệt có bóng cây và có nền đất cát như thế này. Thế là báo cáo các bạn là như vậy. Thế con đà điểu là một trong những cái đặc trưng, một cái văn hóa, một cái sản phẩm rất là độc lạ và rất là quý đối với Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là Ba Vì cũng là một cái nơi rất là may mắn khi mà được tiếp cận được cái viện chăn nuôi giao cho trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương cơ sở ở trên gì Ba Vì. Các bạn xa xa kia rất là nhiều đà điểu đúng không ạ? Chỗ này là lên đến hàng vài trăm cặp, vài trăm con, và lượng cung cấp ra thị trường hàng năm rất là nhiều. Và thường là những cái mùa bán nên là các bạn lên đăng ký sớm, có thể là các bạn đặt 100-200 hay đặt một cái lượng tiền nào đấy thì chúng tôi sẽ có sổ sách theo dõi và chúng tôi sẽ xuất theo lứa đấy và theo lô, và để mọi vấn đề trước khi xuất là đều phải có mã số, có sổ sách, có ban bệ, chứ không phải là những cái người tự úm tự nuôi mà để bán cho các bác. Đấy, một số những chia sẻ thôi, một số khu vực khác thì cũng thấy cũng có bán, nhưng mà sau khi
Các bà con cũng thấy là giá cả nó cũng có thể là mềm hơn một chút, nhưng mà sau đó là các bạn về nuôi thì các bạn tỷ lệ hụt mất 50% đầu con đấy, thì tính ra như thế cũng rất là không an toàn cho các bạn, vì các bạn là những người nông dân mà bây giờ nuôi dù là 1 triệu mấy hay 2 triệu một con, nhưng mà về hụt mất một con là các bạn thiệt thòi đó. Nên là các bạn phải xác định cho kỹ khi tìm đến những cái nguồn con giống đó. Con giống này là con giống của tập thể, con giống của viện chăn nuôi và con giống được nghiên cứu đó. Thế thì các bạn nuôi con đà điểu thì nhiều người thắc mắc bảo có thành công không, có được hay không. Thì thực ra là cũng chia sẻ với các bạn là nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là kỹ thuật chăn nuôi, thứ hai là nguồn thức ăn của các bác là có được nhiều cái nguồn thức ăn sẵn có không, các bạn có biết tận dụng những cái nguồn thức ăn đó hay không. Cái thứ ba là cái con giống của các bạn là có chất lượng hay không, và cái thời điểm các bạn vào con giống đấy nó có mềm hay không, và cái thời điểm xuất bán của các bạn ra thương phẩm đấy nó có được đạt giá cao hay không. Thì nhìn chung ở bà con ở đây người ta nuôi bỏ một con giống ra, ví dụ như mình cả thuốc thang vào là khoảng đôi triệu, cái đôi triệu thì các bạn là tính cả khấu hao vào đấy là rủi ro rồi. Thế còn các bạn nuôi thì thức ăn thì đến lúc nó bán được thì là 8 tháng, sau 8 tháng thì bán thịt được. Thì thức ăn thì chi phí các thứ thì có thể là nó rơi vào tầm khoảng 5 triệu. Thế thì nếu như các bạn bán được 8 triệu thì các bạn lãi 3 triệu. Mà các bạn lãi được bán được 10 triệu thì các bạn lãi được 5 triệu. Đấy là nó phụ thuộc vào cái giống to. Có con thì chỉ được 80 cân, có con được tạ 2, có con tạ 4. Như vậy vị trí là lãi ở cái phần đạt được cái trọng thể các bác ạ. Thế thì cái con đà điểu này nó là như vậy các bác nhé. Thế thì cái lông của nó thì cũng được thu mua. Và nếu như các bạn mua bán ra một cái bộ da đà điểu thì các bạn bán cho chúng tôi thì cũng, nếu mà nộp nộp đúng quy trình, không hỏng không lỗi gì cũng phải được mấy trăm nghìn, 400-500 nghìn tùy vào độ to nhỏ đúng không ạ. Còn ngoài ra thì các bạn dùng những cái sản phẩm từ khác như gân da thứ, hoặc là những cái thứ gần như không bỏ cái gì cả, một cái bộ xương, nếu như mà ở đây người ta bán ra một cái bộ xương của trung tâm mà thịt hàng ngày bán ra quầy ở ngoài đường kia đã dao động 200-300, mà trong bộ xương đấy nếu lọc kỹ ra được khối thịt và các bạn làm những quán phở các bạn cho vào các bạn linh thì ngon lắm, ngọt lắm đấy, xương nó rất là ngọt đấy, không bỏ cái gì đâu đấy, không bỏ cái gì cả. Đặc biệt là những cái kể cả trứng của chúng thì rất là quý đấy. Đấy. Hoặc là thịt thì ăn rất là ok. Mình cảm thấy là nếu như các bạn